Hoa hậu Ý Nhi bị 200.000 người anti, yêu cầu tước vương miện, ban tổ chức nói gì? Số lượng thành viên nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi trên Facebook không ngừng tăng cao sau khi cô vướng lùm xùm về loạt phát ngôn gây tranh cãi. Sau đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, người đẹp 21 tuổi lại liên tục vướng tranh cãi liên quan đến những chia sẻ trong các buổi giao lưu truyền thông. Trên mạng xã hội, Ý Nhi bị lập nhóm anti với số người theo dõi lên tới hơn 200.000 thành viên và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí, nhóm anti-fan của Ý Nhi còn vượt mặt những nhóm anti-fan của các hoa hậu khác như Đoàn Thiên Ân 60.000 thành viên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc 26.000 thành viên. Hội anti-fan của Ý Nhi đăng nhiều bài viết tẩy chay tân hoa hậu vì loạt phát ngôn thiếu kiểm soát. Người đẹp Bình Định bị chê cách ứng xử, giao tiếp kém tinh tế và bị cho mắc bệnh ngôi sao. Một số dân mạng còn gửi email đến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, yêu cầu tước vương miện Ý Nhi vì cho rằng cô chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố tài, sắc, đức. Khán giả cũng nhận xét tư duy, tiếng Anh và khả năng ứng xử của Ý Nhi không đủ đáp ứng để có thể trở thành thí sinh đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế Miss World. Xin hãy trao vương miện cho người xứng đáng hơn. Xin hãy sửa chữa sai lầm bằng việc làm đúng. Xin đừng chấp vá thêm. Tôi hy vọng sẽ có một hoa hậu tài sắc vẹn toàn hơn là Ý Nhi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trích đoạn email gửi đến ban tổ chức cuộc thi do dân mạng đăng tải. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, đại diện truyền thông của Hoa hậu Thế giới Việt Nam cho hay đã nhận được các email liên quan đến sự việc của Ý Nhi. Phía công ty quản lý đang xử lý và sẽ đưa ra thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất. Trước đó, trong các cuộc giao lưu với truyền thông sau đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Khi nói về thành tựu của bản thân, người đẹp tự hào khi cô đã đi thi Hoa hậu còn các bạn đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, uống trà sữa. Khi nhắc về bạn trai, Ý Nhi nói cô đã ở một cương vị mới, là bước tiến nhảy vọt của bản thân so với 2-3 tháng trước. Chính vì vậy, cô cho rằng bạn trai cũng phải thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp mình. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn của Ý Nhi, cô cũng chia sẻ, nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Bên cạnh những chỉ trích nhắm về Ý Nhi, cũng có một số ý kiến cho rằng nên thông cảm và cho hoa hậu cơ hội sửa sai. Người đẹp có tuổi đời trẻ, thiếu kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nên dễ gặp sơ suất. Ngoài ra, nhiều khán giả nhận định có thể Ý Nhi không cố tình phát ngôn ảo tưởng, hạ thấp người khác mà do cách diễn đạt chưa chính xác, dễ gây hiểu lầm. Hôm 29 tháng 7, sau loạt ồn ào vạ miệng, Ý Nhi xuất hiện trên livestream và gửi lời xin lỗi khán giả. Cô thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót và hứa sẽ hoàn thiện hơn. Người đẹp mong muốn tạo nên những giá trị tích cực và mong khán giả nhìn nhận cô ở những hoạt động cộng đồng trong tương lai. Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê ở Bình Định. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89cm. Hiện là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi từng đoạt giải Á Khôi cuộc thi duyên dáng sinh viên Bình Định 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!